cần kính thưa toàn thể gia đình Tâm Nguyên. Dạ, kính thưa toàn thể cô chú bác và các anh chị em chúng ta có mặt trong buổi tăng lễ của hôm nay. Và lớp phó hoàng trừ tà ma sát quỷ, em cháu xin tạm biệt đến đây. Lớp thứ tư, em cháu bước vào lên trên, đó là bái quan thọ linh cụ của ông Tán An nơi thần mộ. Lấy tạm bay, bay Thank you.